nhà kéo vừa không à, rách mất áo anh bây giờ. Nhìn đi. Đâu, làm gì có cái gì đâu, có một cái tảng đá. Tảng đá đâu mà tảng đá. Anh Thắng nhìn đây này, đây chính là một bức tượng khổng lồ. Mọi người có thấy chị với lại anh Thắng không? Ui, cái bức tượng này chắc phải to gấp 1.000 lần anh cả Hàng Nga luôn. Đúng rồi, đứng ở dưới này em với lại anh Thắng thật là nhỏ bé. Anh vừa mới phát hiện thêm là không phải có mỗi cái bức tượng khổng lồ đâu, mà đây này, cái bóng đèn cũng khổng lồ luôn. Một găng tay, hai găng tay, ba găng tay. Ui Thắng ơi, ở trong này có một con thằn lằn chết khô luôn này. Ui, chạy. Có một con thằn lằn nó bị chết khô rồi, có cái gì mà sợ. Đây này, chân chả còn. Ôi nhưng mà nó không có mắt à. Thì bây giờ nó chỉ còn cái xác khô thôi. Đúng rồi, bạn biết chị đang ở đâu đấy. Bọn Thắng đang ở bên trong công viên. Và ngày hôm nay bọn Thắng sẽ chơi trốn tìm ở trong công viên. Nhưng mà cái công viên này rộng lớn lắm. Thế nên là tụi Thắng sẽ chơi trốn tìm ở trong công viên, nhưng mà sẽ tìm theo định vị nha. Nhưng mà sử dụng cái định vị đấy, người đi tìm lại dễ quá. Dễ làm sao được mà dễ. Cái định vị đấy chỉ được ở xung quanh thôi, chứ ở đây nhiều cây cối, nhiều chỗ nấp như thế này, định vị làm sao mà chỉ đúng cái vị trí người đang nấp được. Thế thì em sẽ xung phong làm người đi trốn. Anh bảo Hằng Nga nha, bây giờ anh ra gì Hằng Nga ra đấy, có thắng thì cùng thắng, thua thì cùng thua, cho Ngọc Lan đi tìm anh em mình. Ok, được đấy. Thôi thôi, ai lại chơi xung phong thế. Bây giờ phải chơi win xì cho nó công bằng. Xì Lan là người đi tìm. Ok, và bắt đầu đã định vị bọn Thắng xong hết rồi nha. Cả ba bọn Thắng đang ở đúng một vị trí. Của em nhìn thấy anh Thắng rõ nhất. Của em cũng giống của anh Thắng. Ba người đang ở cùng nhau đây này. Ui, Thắng Nga nhìn kìa. Ở trên cây có một quả bóng bay của bọn nào mắc kìa. Ừ nhờ. Ui, nhưng mà cao lắm, em nhảy mãi lại không được. Thôi, lấy làm gì cái quả bóng ngoài đấy. Tụi mình đang chơi trốn tìm cơ mà. Chạy nhờ. Anh Thắng với chị Nga đi trốn tìm kiểu gì mà chả dừng gì, cứ chạy chạy mãi thôi. Hiện tại là mình đang ở vị trí này, không biết anh Thắng với chị Hà Nga ở đâu. À đây rồi, anh Thắng với chị Hà Nga đang trốn ở mãi dưới này. Theo như cái bản đồ này, anh Thắng với chị Hà Nga trốn ở gần hồ nước giống mình. Mình cũng đang ở gần hồ nước đây này. Mà ở gần hồ lại có một con đường phi thẳng xuống chị Hà Nga với anh Thắng. Thế lại thì lại đơn giản quá, let's go. Ui, nhìn lên thằng ai, anh thì thấy cái chỗ trốn rồi. Ui dồi ôi, lên rất mỏi quá. Có chỗ hay lắm nha. Cái gì đây? Ui, nhà nhện anh Thắng. Chị tìm kiếm bằng nhện luôn. Ui, yeah. Ui, nhưng mà nó có sụp không đấy? Sụp làm sao được, chỗ này hàng trăm bạn nhỏ trèo cũng không làm sao luôn. Ui, nhìn này, các bạn này. Có cái bạn này như bạn khỉ luôn, bạn ấy trèo lên đỉnh này luôn. Đây mà. Thằng ngay nhìn này, ở đây nhá. Có cả chỗ. Ui, đâu? Ui, đẩy em lên nào. Nhưng mà anh Thắng ơi, ở đây thì làm sao mà trốn được. Chỗ này có mà nhìn xuyên qua được luôn. Chiến à, chiến. Đâu mà sắp được lên TV rồi á. Thôi thôi, Hằng Nga đi xuống, tìm chỗ khác. Ồ, thế lại đi xuống à? À, bên trong này có một cái nhà vệ sinh. Nhưng mà cái nhà vệ sinh này bị khóa cửa mất rồi. Bên này cũng khóa cửa mất rồi. Bên này thì cửa cũng hỏng rồi. Nhưng mà khoan đã, ở bên này có một đống gỗ to, kiểu gì chả có chỗ trốn. Uầy, đống gỗ này gì mà bẩn thế. Cây gỗ này cũng bị mục hết rồi. Thế này chắc chị Hằng Nga và anh Thắng không trốn ở đây nữa rồi. Ở trong gốc này không có, bên gốc kia cũng không có, ở trên đỉnh cũng không có. Đi thẳng vào xem nào, mãi tít trong số này cũng không có. À, bên trong này có một cái hang, nhưng mà không có ai. Hang sâu như thế này mà không ai trốn. Mình phải đi dịch xuống xem tiếp mới được. Trong này cũng không có ai. Này leo giỏi thế nhở? Có cái gì mà giỏi, anh cũng leo được. Thật không? Nhìn này. Ôi trời ơi. Ui giời ơi. Đấy, dễ ợt à. Ui giời ơi. Cái chỗ này thấp quá, chỉ dành cho mấy bạn nhỏ thôi. Hoặc là em, chứ còn anh Thắng làm sao mà đi được. Chạy điện ạ, đứng ở đây làm gì? Nhưng mà em khát nước lắm rồi. Đúng là mùa hè có khác. Chạy một lúc thôi mới đã khát nước rồi. Anh Thắng mua nước cho em đi. Nhìn này, có cây bán nước tự động. Cứ như kiểu là người ta đặt cái cây bán nước ở đây để bán cho anh em mình ấy nhở. Cứ còn gì nữa,
khan nước quá đi. Ui, ở đây bán rất là nhiều các loại nước nhá. 5.000 cũng đã mua được nước rồi kìa. Nhưng mà 5.000 chỉ là mua được nước lọc thôi. Ở bên dưới 10.000 thì mua nước ngọt nha, nước cam nha. Bên dưới cũng 10.000, dưới này cũng 10.000. Ui, hàng nghe nhìn kìa, mày bán nước nhưng mà lại bán cả xúc xích kìa. Bán cả bánh nữa anh Thắng ạ. Lần đầu tiên anh thấy mày bán nước mà bán cả xúc xích, bán cả bánh nữa. Thế này, em bỏ tiền mua nước, còn anh bỏ tiền mua bánh nhá. Nhưng mà anh có mỗi 5.000, chắc là chỉ mua được chai nước lọc thôi. Hàng Nga mua nước ngọt đi nhá. Ui dồi ôi, nhút gì nhanh thế. Ấn số 1. Enter. Ui, trong này mát quá. Ấy, em cũng chỉ có mỗi 5.000 thôi. Nhưng mà hàng Nga nhìn kìa, bánh thì cũng chỉ có 5.000 thôi nha. Ê, hay quá. Hàng Nga ấn số 51, 52, 53 tới 54 là được. Thế thì em sẽ ấn số 52. Enter. Ui. Trời nhanh thế nhở, anh còn không có quay kịp luôn. Ê. Ê, bánh sô-cô-la nha. Quan hàng Nga. Từ nãy giờ anh em chạy mấy km rồi, ngang với người ta tập thể dục. Phải tìm cách khác thôi, chứ thế này chạy trượt hết công viên cũng mà làm ngất ra đây ấy. Đây anh Thắng. Dặn một xe đi. Hay quá, đây rồi. Cái hố này rất là sâu, anh sẽ trốn ở đây nha. Hàng Nga cũng trốn ở đây với anh đi. Thôi, anh Thắng trốn ở đây đi, em tìm thấy chỗ khác rồi. Đâu, Hàng Nga mà lại tìm được chỗ trốn á. Làm gì có chỗ nào kín ở cái hố đấy đâu. Làm gì có chỗ nào đâu. Đây, chỗ này kín chứ còn chỗ nào nữa. Đấy, cái gốc cây to như này sẽ che được hết người em nha. Ngọc Lan là sao mà thấy được. Đằng trước của Hàng Nga kín thôi, chứ bây giờ mới đi ở đằng sau nãy thì nhìn thấy cả cái người của Hàng Nga luôn. Tìm chỗ khác đi Hàng Nga. À, đây rồi Hàng Nga ơi, anh nhìn thấy một cái chỗ toàn là mấy cái con thiên nga bị bổ hoang thôi. Hàng Nga, thiên nga. Hàng Nga đi vào đây, kiểu gì cũng có cái chỗ kín luôn. Ui, ở trong này có nhiều thiên nga thế nhở. Mấy con thiên nga này mục nát hết rồi, chắc là bị bỏ hoang từ rất là lâu rồi ý. Anh nghĩ bỏ hoang phải được mấy chục năm rồi, nhìn bạn nào cũng bẩn hết trơn luôn. Mấy cái bạn bên này còn bong hết cả sơn dai này. Bạn thiên nga bên này còn bị thủng rồi đây này. Mà cái bạn thiên nga này có mã số 03 nha. Không biết là có bí ẩn gì không nhở. Bị bục đã là gì, cái bạn thiên nga mã số 22 này còn bị gây mất cả đầu luôn. Mất đầu đâu mà mất đầu, bạn ấy có đầu đấy. Đâu? Ui dồi ôi. Đây rồi, anh Thắng với chị Nga ở đây. Nhưng mà anh Thắng với chị Nga lại chạy đâu mất rồi. Ở đâu này? Sao chưa Nga? Anh Thắng ơi, ở trong này nó cứ có cái gì khó chịu lắm. Đâu, thế để anh xem lại. Hàng Nga đạp nhanh lên trước cái tốc độ chậm như này là Ngọc Lan đuổi kịp anh ấy mình. Em mỏi lắm rồi, anh Thắng kèm em đi. Mỏi cái gì mà mỏi, nhưng mà được mấy phút rồi Hàng Nga nhở? Được 9 phút rồi đấy. 9 phút thì vẫn còn 1 phút nữa, Hàng Nga đạp lốt 1 phút nữa thì mới tới lượt anh. Kèm Hàng Nga nha, cố anh, lên. Thôi, anh Thắng nặng lắm. Lặng thì cũng phải chịu. Em hết sức rồi. Ui giời, quan là kém luôn. Thế thì Hàng Nga lên đây ngồi. Yeah. Có thế thôi. Để Hàng Nga đạp xe cứ mở, Ngọc Lan đuổi là toi luôn. Ôi hồi. Ui, ngồi trên này êm thế nhở. Ngồi ở dưới này thì đau đít quá. Chả thấy thì sao. Đã đau đít rồi lại còn mỏi chân nữa. Đạp phải tốc độ như anh nhìn này. Thế thì anh Thắng đạp nhanh lên. Có ba bánh xe, phi nhanh không sợ bị ngã. Tay phanh an toàn, không sợ bị đâm vào ai. Tốc độ của xe 100 km, không có ai chạy thoát được. Anh Thắng với chị Hằng Nga đang đạp xe lửa đằng kia. Chỗ này sâu lắm anh Thắng ơi. Cẩn thận, cẩn thận.
đi chậm thôi, đau hết cả mông em. Ui, anh Thắng ơi, hình như là Ngọc Lan, Ui, đổi hướng, đổi hướng. Ngọc Lan, anh Thắng với Trèo nữa kìa, đứng lại. Đây rồi, bắt được rồi. Ngã xuống xe không thú. Đấy, Thắng đi. Thuê cái xe điện thì không thuê, thuê cái xe chạy bằng cơm này tốn sức bao nhiêu, thế là bây giờ bị phát hiện rồi. Tốn sức cái gì, tại anh ạ, báo đi xuống để anh đổi hướng còn đạp cho khác. Thôi, không phải tại ai đâu mà là tại em chơi giỏi đấy.